56 ấy, 13 thế. Nhà mày hẻm 56/13. Hẻm máy nhỏ ấy, đâu rộng đâu. Đây nhà này bán. Khả năng tắt đường không? Không. Nó tải nó cùng lắm, nó giữa đường bên đây còn dương độ bên đây. Nhưng mà nếu mà hai xe nào ấy ai tắt đường ngay. Hai xe tắt ấy mà không phải không tắt đâu. 56/13 ở nhà ấy trà sữa kìa. Đây, 56/13 nhà trà sữa sinh tố. Một trệt hai lầu một sân thượng. Cái nhà hơn 7 tỷ ấy. 43,75 nhân với hình như nhân với bao nhiêu? Nhân 13 tầm tầm ấy. Nông. Nó nhà này hơi bị nông. Cái xe tải vậy ít nhất phải hai xe tải vậy, à, hai xe ở tránh như đầu nhau. Chứ này một xe dừng lại sẽ tắt đường ngay. Đúng rồi, xe con ok. Nhưng mà ai biết được, nhiều lúc mẹ ma xe tải nó chở hàng, nó đâu biết được không? Đường vào nó hơi bị bé. Đây. Đường tránh huyết đạo. Nó hẻm mà to hẻm kia đẹp rồi.